Ok, hello xin chào mọi người. Chúng ta bắt đầu nha. Vacation time. Escape from the heat. Mọi người biết đây là ngày bao nhiêu trước Resident Evil không? Chắc chắn đây là ngày thứ... Đây là 2 ngày trước Resident Evil. Kết thúc tới đây. Chúc mọi người một buổi... chúc mừng mọi người vì đã... Chúc mừng những ai đã qua được Resident Evil 5 nha. Hôm nay chúng ta cùng bắt đầu Escape from the heat nào. Xem nào. Forget the heat during this event and escape the police from Greenland Neutral. You will earn plenty of reward and complete season pass mission. Tôi không biết. Tôi chịu. Không dịch được. Sorry nha. Nào thực hiện knockout thôi. Chắc chắn ta làm cái escape này. Chắc chắn là vì season pass rồi. Tám chai, bốn nhảy, năm cây đi. Cứ làm một ván Sento Daisy đi. Không có cũng được, nhưng vẫn thích chơi. Ai có chúc mừng mọi người vì đã qua Resident Evil 5. Bao giờ LVN trở lại? Bao giờ Y8 trở lại? Cứ chơi đi. Nào. Một, hai thằng. Cảnh sát đến rồi kìa. Ba thằng. Chết rồi. Lại lỡ rồi. Không cây đi được rồi. Trời ơi. Tôi cần thằng này để cây đi. Đấy thằng đấy. Đúng rồi. Holy shit man. Nào. Mà không nên. Chán rồi đấy. Chán quả đấy thật đấy. Xong cái phần này rồi nha. Xong episode 3 rồi nha. Xong tập 3 rồi. Được một con VK Moto Lican. Để tôi xem lại cái phần xin phép bảo tôi bao nhiêu nhá. À cái này Shockwave à. Là Shockwave. Thế thì phải dùng Nitro rồi. Dùng Nitro. Trời ơi. Chơi gì mà chơi. Chơi người à. Trời gì vậy? Chơi người luôn. Một thắng.
suýt thì hai thằng. Ây shit, chết tiệt con map khốn nạn này. Ok, game này hít lên khó. À! Đúng rồi. Một thằng thôi, một thằng thôi, một thằng thôi, một thằng thôi. Đấy. Xong ân oán nhá. Không còn nợ gì nhau nữa. Về thôi, về làng, về làng, về làng, về làng. Nổ hết rồi. Xong sứ mệnh. Ok. Ok game này. Tao knock out đúng như mày nói rồi nhá. Con gì đó? Một tí trận nữa này. Cây đi nốt cái. Xong ân oán. Yeah. Có tính không? Không chết quả này, không chết quả này, không chết quả này. Chạy tốt vào, chạy tốt, chạy tốt, chạy tốt. Không chết quả này. Không chết quả này. Có tính sắp quay không? Có tính sắp quay đi không? Có tính sắp quay đi không? Tính không? Tính không? Yes! Thẻ 3. Yeah. Thẻ thứ 3. Ok. 100m. Đơn 3 cây đi. Có mon ra và pagani không? Xin cái. Có.
Mục đích tôi dùng Magani là gì? Drip 100m. Xin cây đi gái. Không cây đi buồn vãi. Đánh kinh đấy. Xong. Cây đi vẫn chưa thể nào lấy được. Pagani Fusion chưa tìm được ấy. Nốt trận đấy. Một. Ba chai một đấy. Hai. Ba chai. Một lần nó bị cây đi rồi. Không biết đèn được từ bao nhiêu.
rồi. Yes, được một binh rồi. Suýt thì được 5 cây đi. Nhưng mà cái này nó khó vậy. Vacation time, escape from the heat. Khó phết. Hai mươi sáu ngày rồi. Nghĩa trải qua nửa binh rơi hít rồi đấy. Hai thằng. Chết rồi, lại không ăn quả đấy rồi. Chát. Lại không ăn quả đấy nữa. Không ăn được. Trời ơi. Khốn game này. Cái trận này cay thật đấy. Không nốc được ai cả. Chỉ nốc được hai thằng đầu. Thế còn trượt. Trượt bình nữa chứ ạ. Cái game này khó phết. Game bài này khó thật sự đấy. Ơ tám mình đi nào nhở. Cho xin 5 đối thủ cây đi đi mà. Sao ở đây toàn người chậm thế này. Ồ, trong đường này mới này. Chưa đi bao giờ. Bốn thằng rồi. Chết, quả này chết. Quên chưa buông. Chết. Quá mượt. Rô quá mượt. Quá nhạy. Quá vui.
Vinh đen quá vui. Ây da. À, đau phết. Đua cái này phải cực kỳ là khéo léo. Sắp đến giờ escape rồi. Cố lên. Còn một tí km nữa thôi. Là chúng ta chính thức escape. Lại chết quả đấy rồi. Cay. Cay phết. Cay cay cay. Cay quá. Cay cũ. Yeah. Yeah yeah yeah. Cay. Xong. Xong hết rồi đấy. Tất cả đã chơi hết rồi. Centauri C và Perimon ra. Xong hết rồi. Ra. Giờ nghỉ thôi. Mệt thật sự luôn. Xem con McLaren P1 mua được chưa. Rồi ok. Còn một tí nữa là mua được rồi. Thế nhá. Bye. Một năm mệt mỏi mới được nghỉ.